Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẽ tấn công đáp trả Nga nếu Moscow tiến hành chiến dịch trên không nhằm tê liệt lưới điện nước này. Ukraine lo ngại Nga có kế hoạch ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nước này. Hàng triệu người Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng vào mùa đông năm ngoái khi Nga tấn công các cơ sở điện bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu của Ukraine bằng cách sử dụng máy bay ném bom chiến lược và tàu chiến vào mùa đông năm ngoái. Thời điểm đó, Kiev chưa có tên lửa tầm xa để đáp trả. Tuy nhiên, Ukraine đã tăng cường khả năng tấn công tầm xa của nước này bằng cách đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái, đồng thời tiếp nhận các vũ khí của phương Tây như hệ thống tên lửa hành trình Storm Shadow và hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công trong những tháng gần đây trên bán đảo Crimea Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái chứa đầy chất nổ để tấn công các tàu hải quân Nga trên biển. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine trong tháng qua tấn công một trạm biến áp điện và cơ sở hạ tầng năng lượng, gây tình trạng cắt điện ở các khu vực phía tây nước Nga giáp Ukraine. Tuần trước, Ukraine cho biết lần đầu tiên sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp, gây thiệt hại nặng nề cho hai sân bay ở khu vực do Nga kiểm soát. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tung các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa hai bên